Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Trước tiên, chúng ta đến với khổ thơ đầu tiên, khổ thơ số 1. Bài thơ được mở ra với một khung cảnh vô cùng huy hoàng và tráng lệ. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa. Trong hai câu thơ này, tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ gì nhỏ các em ơi? Các bạn đọc kỹ và bình luận cho chị biết là trong hai câu thơ này thì nhà thơ đã sử dụng những biện pháp tu từ gì? Phân tích hai câu này mà không khai thác về biện pháp tu từ là một thiếu sót rất lớn đây. Biện pháp tu từ gì ở đây nhỏ các em ơi? So sánh và nhân hóa. So sánh và nhân hóa, đúng không nào? Rồi, rất là dễ để nhận ra đúng không? Đây, như này, đó, so sánh mặt trời đang dần dần đi xuống biển như là một hòn lửa. Đấy là biện pháp so sánh. Còn trong câu thơ thứ hai thì vốn dĩ cái hành động cài then, hành động sập cửa là hành động của con người, nhưng bây giờ thì lại được miêu tả gắn liền với sóng này, với đêm, đúng không ạ? Như vậy thì trong câu thơ thứ hai chính là biện pháp nhân hóa. So sánh và nhân hóa, đúng rồi, chính xác các bạn ạ. Nhá, thì bây giờ mình không những chỉ ra biện pháp tu từ là gì, mà mình còn phải phân tích xem ý nghĩa của nó, tác dụng của nó. Nghĩa là qua đó thì ta thấy được hình ảnh gì đang hiện lên, đúng không? Trước tiên nhá, mặt trời xuống biển như hòn lửa. Nào, hai câu thơ đầu. Thì trong câu thơ đầu tiên, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh. So sánh mặt trời xuống biển được ví như hòn lửa. Thì em hình dung này, qua cái biện pháp so sánh như thế, chúng ta thấy được mặt trời ở đây, hòn lửa. Nghĩa là mặt trời đang mang một cái hình dạng tròn đầy, hòn mà, đúng không ạ? Gọi là hòn mà. Nghĩa là mặt trời ở đây không phải là mặt trời chói chang mà không nhìn rõ hình thù, mà là một mặt trời tròn đầy như thế này này. Đấy, đồng ý chưa? Và đang dần dần đi xuống biển. Đấy, đang dần dần lặn xuống biển. Đồng ý không nào? Hòn lửa mà. Đó, nhà thơ nhìn vào hình ảnh mặt trời này và ví liên tưởng nó giống như là hòn lửa. Nên biện pháp so sánh trước tiên là cho chúng ta thấy được về hình dạng tròn đầy của mặt trời qua chữ hòn ấy, qua cái từ hòn ấy. Và cái thứ hai, hòn lửa. À, không chỉ có hình dạng mà ở đây còn gọi lên cả về màu sắc nữa. Chắc chắn hình ảnh mặt trời ấy đang lan tỏa ra một cái thứ ánh sáng, lan tỏa ra và đem đến như là đang nhuốm một cái màu sắc đỏ rực cho cả một vùng chân trời ấy. Nên tác giả mới hình dung đó như một hòn lửa. Thế nên, biện pháp so sánh không chỉ cho thấy về hình dạng tròn đầy của mặt trời, mà còn cho thấy một màu sắc đỏ rực đang dần dần nhuốm toàn bộ cái không gian ấy. Đang dần dần nhuốm màu cho toàn bộ không gian ấy. Và đó chính là cái không gian hoàng hôn rực rỡ tráng lệ. Đồng ý chưa? Đấy, đấy là câu thơ đầu tiên nhá. Trước tiên là ta phân tích biện pháp so sánh để thấy được hình dạng tròn đầy của mặt trời và cái màu sắc đỏ rực của mặt trời đã nhuốm cả cái vùng chân trời ấy, tạo nên một khung cảnh hoàng hôn vô cùng huy hoàng, tráng lệ. Thứ hai này, câu thơ thứ hai nhé, sóng đã cài then đêm sập cửa. Câu thơ này sẽ hơi khó để chúng mình hình dung một chút, nhưng hãy nhìn vào đây này. Cùng với cả cái tốc độ mặt trời đi xuống biển, thì em hình dung là mặt trời cứ càng đi xuống biển đến đâu thì màn đêm cũng sẽ càng kéo xuống đến đấy, đúng không? Cho đến khi mà mặt trời lặn hẳn rồi thì cũng là lúc mà màn đêm bao trùm, buổi tối bao trùm. Đấy, đúng chưa? Thế thì cùng với cả cái tốc độ mặt trời đi xuống biển thì chính là cái tốc độ mà màn đêm đang buông xuống. Màn đêm ấy tác giả hình dung như là một cái cánh cửa khổng lồ ấy, đang dần dần khép lại. Đồng ý chưa? Sập cửa mà, đang dần dần khép lại. Thì đây này, cùng với cả cái tốc độ mặt trời đi xuống biển, thì khi mà mặt trời lặn hẳn xuống biển rồi nhá, thì màn đêm bây giờ tác giả hình dung như là một cái cánh cửa khổng lồ. Đấy, đồng ý chưa? Như một cánh cửa khổng lồ.
Và cánh cửa ấy đang dần dần sập xuống, đang dần dần sập lại, đóng lại, khép lại. Và cánh cửa ấy khép lại thì để chắc chắn, nhà thơ còn hình dung những con sóng này này, giống như là chiếc then cài cửa. Đấy, đồng ý chưa? Giống như là chiếc then cài cửa. Thì cái then cài cửa ấy, nếu như mà bạn nào đã từng nhìn thấy thì rất là dễ hình dung. Nó có thể là một thanh gỗ hoặc là một cái thanh sắt, nói chung là để cố định những cái cánh cửa lại. Đó, then cài cửa mà. Thì tóm lại ở đây tác giả hình dung là toàn bộ cái không gian vũ trụ giống như một ngôi nhà lớn, có màn đêm là cánh cửa, sóng là then cài. Đêm đang làm cái nhiệm vụ sập cửa, còn sóng làm cái nhiệm vụ cài cửa lại. Tóm lại thì nội dung được thể hiện ở đây là gì? Là màn đêm đã dần buông xuống, đúng không? Nếu như trong câu đầu là cảnh hoàng hôn nhá, thì đến câu thơ thứ hai là màn đêm đã choáng cả không gian rồi, đã bao trùm toàn bộ không gian rồi. Đúng không, đúng không? Nên là chị thấy là có những bài viết mà các bạn phân tích rằng là qua hai câu thơ đầu thì nhà thơ đã tái hiện nên một khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, tráng lệ. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì có lẽ là chúng ta đang thiếu mất rồi. Chúng mình cần phải nhấn mạnh rằng là cùng với cả một cái khung cảnh hoàng hôn diễn ra rất nhanh chóng ấy thì màn đêm đã buông xuống và bao trùm toàn bộ không gian. Đấy, hai câu thơ diễn tả hai khung cảnh, đúng không nào? Và đó chính là khung cảnh của thiên nhiên. Đấy, vậy là trong những cái vần thơ của mình, trước tiên nhà thơ Huy Cận đã khắc họa về khung cảnh vũ trụ. Vũ trụ đang bước vào trạng thái nghỉ ngơi, gợi ra một cái sự bình yên, bình lặng. Nhưng đó cũng là thời điểm mà đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Và bây giờ chúng ta đến với hai câu sau này nhá. Đồng ý chưa? Tóm lại thì phân tích hai câu đầu, các bạn cứ phân tích lần lượt từng câu. Câu 1 là phân tích biện pháp so sánh để cho thấy hình ảnh mặt trời đẹp như thế nào, và đó cũng chính là cái khung cảnh hoàng hôn rực rỡ tráng lệ. Còn phân tích câu thơ thứ hai thì phân tích biện pháp nhân hóa để cho thấy là cái sự liên tưởng phong phú của nhà thơ, và đồng thời là nhấn mạnh rằng màn đêm cũng đã dần buông xuống, đúng không ạ? Thế là hai câu thơ đầu tiên đã khắc họa về thiên nhiên. Đơn thuần là khắc họa về thiên nhiên, một cái khung cảnh được mở ra, nhưng là một khung cảnh bình yên khi mà vũ trụ đang đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Và ở giữa khung cảnh bình yên ấy thì đoàn thuyền đánh cá xuất hiện một cách đầy hào hứng, rất hùng hậu, rất là huy hoàng, đúng không ạ? Nên là chúng ta đến với câu thơ thứ 3 và thứ 4 nè, hai câu sau. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, cầu hát căng buồm cùng gió khơi. Đây, nhìn vào những câu thơ này thì trước tiên em thấy này, đoàn thuyền, một lực lượng đông đảo, đúng không? Lại ra khơi. Từ lại ở đây mình có thể hiểu theo hai nét nghĩa liền. Nét nghĩa thứ nhất là trong lúc thiên nhiên vũ trụ đi vào trạng thái nghỉ ngơi thì con người lại bắt đầu lao động. Nghĩa là từ lại, trong cái nét nghĩa đầu tiên là chỉ cái sự đối lập giữa thiên nhiên và con người. Thiên nhiên thì như thế này, còn con người thì lại như thế này, đúng không? Đó. Và nét nghĩa thứ hai thì lại ở đây để chỉ cái sự lặp đi lặp lại, tuần tự đều đặn. Cứ vào cái lúc buổi đêm như vậy thì đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, đúng không? Thì dù hiểu theo nét nghĩa nào, ta đều thấy được cái tinh thần lao động đã được phả trong từng câu chữ rồi. Đó là một cái tinh thần hăng say, mặc dù là đối lập với cả cái sự nghỉ ngơi của thiên nhiên, bắt đầu lao động vào lúc biển đêm rồi, vào lúc mà màn đêm buông xuống rồi. Hay kể cả đây là một cái công việc được lặp đi lặp lại, thì cái tinh thần lao động của con người vẫn được thổi hồn ở trong những vần thơ này. Một tinh thần hào hứng, hăng say, quyết tâm, đúng không? Đấy, thế nên là trước tiên mình phân tích câu thơ đầu tiên nhé. À, cái câu thơ thứ 3 này. Người dân trài ra khơi là những tập thể được thể hiện qua từ đoàn thuyền này. Một tập thể hùng hậu, đúng không? Thứ hai là phân tích từ lại. Từ lại cho thấy một công việc thường xuyên, quen thuộc của người dân trài. Và đồng thời nó cũng khắc họa sự đối lập giữa con người và thiên nhiên. Đấy, kết hợp với đó nhé, kết hợp với đó là câu thơ cuối cùng này.
câu hát căng buồm cùng gió khơi. Ba hình ảnh câu hát, cánh buồm và gió khơi được khắc họa ở trong cùng một câu thơ. Thì hình ảnh câu hát căng buồm ở đây chúng ta thấy này, không thể nào mà câu hát có thể làm căng cánh buồm được, đúng chưa? Nên ở đây là một cái cách diễn đạt không bình thường, một cái cách diễn đạt mà ta phải hiểu theo một cái nét nghĩa biểu tượng khác. Ta phải hiểu câu hát này không thể nào chỉ theo nghĩa tả thực của nó được, không chỉ là lời ca tiếng hát của người ngư dân được. Bởi nếu chỉ hát không ấy thì làm sao mà có thể làm căng cánh buồm. Vậy nên ta đáng nghi ngờ rằng là ở đây có biện pháp ẩn dụ hoặc hoán dụ. Vậy thì câu hát ở đây là biện pháp gì nhỉ các bạn nhỉ? Câu hát ở đây là biện pháp gì nhỉ? Khi mà nó có thể căng buồm cùng gió khơi. Để xác định được là ẩn dụ hay là hoán dụ ấy, thì chúng ta sẽ xem là thực tế thì tác giả đang muốn nhắc đến điều gì. Cái gì đang được biểu tượng ở đằng sau hình ảnh câu hát này đây? Cái điều đó phải có sức mạnh để làm căng được cánh buồm, đúng không? Thì bên cạnh gió khơi nhá, gió khơi đã được nhắc trực tiếp ở đây rồi, thì có hai yếu tố để làm căng cánh buồm, đúng không? Một là gió, hai là sức mạnh của người ngư dân kéo căng cái cánh buồm đấy lên. Đấy, thế thì một cái yếu tố đã được nhắc đến trực tiếp rồi. Vậy yếu tố còn lại chính là sức mạnh của con người, sức mạnh của người ngư dân đang được ẩn đằng sau hình ảnh câu hát. Giữa câu hát và sức mạnh của người ngư dân có cái sự tương đồng. Câu hát là để cho thấy cái sự hứng khởi này, cho thấy niềm vui này, cho thấy đời sống tinh thần của con người này, đúng không? Thế còn sức mạnh của con người lao động ở đây cũng là cái niềm vui, cũng là sự hứng khởi. Cả hai yếu tố đấy tương đồng với nhau, đúng không ạ? Nhá, chúng ta có thể thấy là sức mạnh của con người vui tươi, hồ hởi, phấn khởi, tựa như là những cái câu hát ngân nga và có thể làm căng cánh buồm lên vậy. Thế nên câu hát ở đây là ẩn dụ cho sức mạnh của con người lao động, cho tinh thần phơi phới, hăng say của con người lao động, đúng không? Chính cái tinh thần ấy hợp lực cùng với gió đã có thể làm căng cánh buồm và đưa thuyền ra khơi. Đến đây mình lại nhớ đến những vần thơ của nhà thơ Tế Hanh, đúng không ạ? Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, dướn thân trắng bao la thâu góp gió. Những cánh buồm cứ lồng lộng theo gió khơi và đưa đoàn thuyền như thế. Đúng không nào? Thế nên là trước tiên mình khai thác về hình ảnh câu hát này. Người dân chài vừa chèo thuyền vừa cất cao tiếng hát. Tiếng hát vang khỏe của người ngư dân hòa quyện vào gió để nâng cánh buồm và đẩy con thuyền lao nhanh ra khơi. Bởi vậy nên câu hát ở đây chính là ẩn dụ cho sức mạnh của con người. Cho niềm vui, niềm tin yêu, sự phấn chấn của con người. Đồng ý chưa? Đấy, phân tích câu hát nhá. Rồi tiếp tục này, tiếp tục. Câu thơ này chính là hình ảnh ẩn dụ rất đẹp, rất thơ mộng, khỏe khoắn và lãng mạn khi mà đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong một khí thế phấn khởi và lạc quan. Cất cao tiếng hát cơ mà, thì chắc chắn đó không thể nào là một cái sự ủ rũ mệt mỏi được, mà đó phải là một tinh thần rất là phấn chấn, lạc quan, vui vẻ và say mê. Kiểu như rất là chờ đợi để được ra khơi ấy. Và bây giờ được ra khơi rồi thì sung sướng vô cùng. Vậy tiếng hát ấy có nội dung như thế nào mà lại có thể hợp lực cùng với gió và làm căng cánh buồm như vậy nhỉ? Nhà thơ Huy Cận đã dùng trọn vẹn khổ thơ thứ hai để khắc họa về nội dung tiếng hát này đấy. Bây giờ chúng mình cùng đến với khổ 2 nhá. Nhưng trước tiên thì chúng ta nhìn lại về khổ 1 nào. Khổ 1 bây giờ không lật lại trang vở nữa, không lật lại trang tài liệu nữa. Thì em nhớ là có hai nội dung. Một là cảnh thiên nhiên, lúc hoàng hôn và lúc đêm về được thể hiện qua hai câu thơ đầu tiên với biện pháp so sánh và biện pháp nhân hóa. Và thứ hai là hình ảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi được thể hiện qua hai câu sau với từ lại này, với hình ảnh đoàn thuyền đông đảo này, với hình ảnh ẩn dụ câu hát căng buồm này, cho thấy người ngư dân ra khơi với một tinh thần phấn chấn, vui vẻ, hăng say, náo nức.
Mặc dù là đối lập với cả cái quá trình nghỉ ngơi của thiên nhiên, mặc dù là họ bắt đầu lao động trong lúc thiên nhiên đất trời đang đi vào sự nghỉ ngơi, thế nhưng ở đây lại toát lên một cái tinh thần hào hứng và hăng say hơn bao giờ hết. Đấy, đấy là hai nội dung chính của khổ 1 nhá. Thì phân tích gì thì phân tích, em cứ làm nổi bật được hai nội dung đó là chúng mình có điểm rồi. Nhớ chưa, nhớ chưa? Đồng ý không nào? Rất là đơn giản nhờ. Đều là những biện pháp tu từ mình dễ để nhận ra thôi. Bây giờ đến với khổ 2 này, khó hơn một chút. Khó bởi vì là mình không rạch ròi được về bố cục giống như khổ 1. Vậy thì mình sẽ phân tích như thế nào? Hát rằng cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Trước tiên là mình thấy hát rằng và hai chấm nêu ra những cái điều đằng sau, thì nghĩa là toàn bộ khổ thơ này chính là nội dung tiếng hát của người ngư dân. Đúng không? Họ hát như thế nào? Họ hát về điều gì? Đấy thì họ hát rằng là cá bạc biển đông lặng này, họ hát rằng là cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Thế nên nội dung chính của khổ 2 là nội dung tiếng hát của người ngư dân. Cụ thể thì họ hát về những điều gì? Cá bạc, cá thu chính là biện pháp liệt kê, đúng không nào? Để gợi ra sự giàu có và phong phú của biển khơi. Đấy, đều là những cái loài cá mang giá trị cao này. Đặc biệt, nhà thơ tập trung miêu tả về loài cá thu nhé. Cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Hình ảnh cá thu này, đây, được thể hiện qua hai ý này nhé. Trước tiên là cá thu được so sánh như đoàn thoi, đúng không? Đây là so sánh. Vậy thì biện pháp so sánh này giúp cho chúng ta hình dung được về điều gì? Về điều gì nhỉ? Tại sao lại so sánh cá thu như đoàn thoi? Trước tiên là đoàn thoi là chúng ta đã thấy được cái sự đông đảo, đúng không? Thấy được một số lượng lớn những con cá thu rồi. Nó bơi thành từng đoàn, từng đàn rồi. Thế nhưng mà lại là đoàn thoi cơ. Đây không phải chỉ là một cái sự liên tưởng ngẫu nhiên tình cờ của tác giả, mà đây là sự liên tưởng dựa trên hình thù của những con cá thu. Những con cá thu ấy, nó có hình thù giống như là con thoi vậy các em ạ. Đấy, nhá, chỉ là minh họa như vậy để các bạn hình dung. Em cũng có thể chủ động tìm kiếm thêm qua mạng của mình nhé. Đấy, em có thể lên mạng gõ hình ảnh con cá thu ấy. Đó, thì hình thù của nó giống như là những cái con thoi vậy. Và ở đây là tác giả hình dung nó giống như những con thoi ở trên khung cửi để dệt vải. Đấy, nhá. Và bởi vậy mà từng đoàn cá thu thì chính là những cái đoàn thoi đang thoăn thoắt để dệt nên tấm thảm biển khổng lồ. Đấy, đây, hình ảnh đoàn thoi và cái câu mà dệt biển, cái từ dệt biển này này, là tương xứng cùng với nhau, đi liền với nhau trong cùng một cái trường liên tưởng của tác giả. Tác giả đang hình dung biển giống như là một tấm thảm khổng lồ đang được dệt nên bởi sự thoăn thoắt của những con cá thu. Đấy, những con cá thu nó bơi cứ thoăn thoắt như thế, giống như là những con thoi vẫn đang miệt mài để mà dệt nên tấm thảm biển khổng lồ. Bởi vì em hình dung khi mà dệt vải nhá, thì con thoi ấy, nó cứ phải đưa liên hồi, chuyển động liên hồi thì mới có thể liên kết được những cái sợi chỉ, sợi tơ vào với nhau thì mới tạo nên được tấm thảm, tấm vải, đúng không? Thì ở đây cũng như vậy. Với cái sự chuyển động thoăn thoắt của mình thì tác giả, với sự chuyển động thoăn thoắt của những con cá thu ấy, tác giả Huy Cận hình dung đó giống như là những con thoi đang đưa mình rất là nhanh chóng này, linh hoạt này, liên tục không ngừng dệt lên một tấm thảm khổng lồ. Và tấm thảm ấy ở đây chính là biển khơi đấy. Đúng không? Nên trước tiên nhá, chúng ta phân tích về biện pháp liệt kê này. Sau đó chúng ta nêu ra nhà thơ đã có sự quan sát để rồi tập trung miêu tả về loài cá thu với những sự liên tưởng phong phú. Nhà thơ liên tưởng biển giống như là một tấm thảm khổng lồ đang được dệt nên bởi muôn vàn con cá thu thoăn thoắt như những chiếc thoi đưa. Xuất phát từ hình thù của những con cá giống như là những hình thoi,
nên nhà thơ đã có biện pháp so sánh đầy thú vị. Không chỉ thế nhá, không chỉ thế mà tác giả còn đem đến ánh sáng cho cái khung cảnh này khi mà đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. Những con cá thu nó không chỉ có hình thù giống như là những con thoi, mà nó còn có khả năng phản chiếu ánh sáng. Đấy, còn có khả năng phản chiếu ánh sáng. Thế nên khi mà nó di chuyển thoăn thoắt như vậy, tạo nên những cái luồng sáng lấp lánh trên biển khơi, mà nhà thơ hình dung là đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. Vô cùng sinh động, đúng không các em? Và tràn đầy sức sống, bởi vì đây phải là một cái đoàn cá mà nó bơi nhanh này, bơi thoăn thoắt và phải rất nhiều, thì tác giả mới hình dung ra một cái khung cảnh bao la hùng vĩ như thế chứ. Một cái khung cảnh bao la mà mở ra trước mắt chúng ta bây giờ là cái tấm thảm biển khổng lồ, không có, cứ mở ra ngút ngàn, không có điểm kết. Và tấm thảm ấy vẫn đang được dệt nên không ngừng bởi những đàn cá thu bơi thoăn thoắt. Mà đã thế nhá, nó không những là những cái con cá thu mà đó còn là cái nơi phản chiếu ánh sáng. Nên tấm thảm ở đây không những được dệt nên mà nó còn lấp lánh ánh sáng nữa cơ. Đấy, tuyệt đẹp luôn, rất là phong phú, đúng không nào? Thế nên là ý thứ hai khi mà ta phân tích về loài cá thu này này, về hình ảnh cá thu, thì chúng ta tập trung vào cái việc là đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. Cái cụm từ muôn luồng sáng ấy là để cho thấy là những con cá thu này còn phản chiếu ánh sáng, và khi chúng di chuyển, khi chúng chuyển động thì tạo nên những cái luồng sáng lấp lánh ở trên biển. Đó. Vậy thì với cái vẻ đẹp trù phú và sinh động như thế thì mong ước của người ngư dân là gì? Là đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Câu thơ này chẳng khác nào một lời mời gọi, đúng không ạ? Đây chính là lời mời gọi bằng cái biện pháp nhân hóa. Thì tiếng hát này thể hiện niềm mong ước của người ngư dân. Mong ước về điều gì? Mong ước những đoàn cá đấy đến dệt lưới ta, nghĩa là những cái mẻ lưới đầy ắp cá, chính là mong ước về cái sự bội thu của chuyến ra khơi này. Mà ai chẳng vậy, đúng không? Bắt đầu quá trình lao động, họ tràn đầy cái niềm tin rằng đây sẽ là một cái quá trình thu về những cái thành quả bội thu. Và niềm tin ấy được thể hiện qua tiếng hát cất cao lên, hướng tới thiên nhiên, hướng tới mọi người, hướng tới cái niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt. Bây giờ mình hình dung chuẩn bị bắt đầu cho một cái quá trình lao động vất vả, cực nhọc đấy, đúng không? Đánh bắt cá trên biển đêm đâu phải là một cái chuyện đơn giản, đâu phải là một cái công việc nhẹ nhàng đâu, mà đó là cả một cái quá trình rất là gắng sức, rất là vất vả. Thì bắt đầu cho quá trình ấy, người ngư dân không mong gì hơn là những thành quả bội thu được thu về bằng cái công sức lao động của mình. Câu thơ đến dệt lưới ta đoàn cá ơi cất lên như là một cái tiếng ca mời gọi đầy hào sảng, phấn chấn và tràn đầy cái niềm tin yêu về thành quả của chuyến ra khơi này. Đúng không nào? Nhá, ok chưa? Đấy thì đấy chính là nội dung của khổ thơ thứ hai. Tóm lại thì khổ thơ thứ hai là nêu ra cho chúng ta thấy được người ngư dân khi mà họ bắt đầu ra khơi đánh cá ấy, thì họ có cái niềm mong ước như thế nào. Niềm mong ước ấy được thể hiện qua lời ca tiếng hát. Trước tiên là họ ngợi ca sự phong phú giàu có của biển khơi, rồi họ khắc họa cái vẻ đẹp, đúng không ạ? Trân trọng cái vẻ đẹp của loài cá thu, cũng chính là một cái loài, cũng chính là một cái đặc sản của biển khơi, chính là một vẻ đẹp của biển khơi. Thế nên là ba câu đầu của khổ hai chính là cái lời ngợi ca của người ngư dân đối với vẻ đẹp, sự trù phú, phong phú của biển khơi. Để rồi đến với câu cuối thì họ bộc lộ ra cái niềm mong ước của mình, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Đúng không? Đây đều là những cái tình cảm rất là mãnh liệt, và đây đều là cái tinh thần phấn chấn, hăng say của con người khi bắt đầu quá trình lao động của mình. Thế là khúc tráng ca đã được cất lên như thế đấy. Ở đây bắt đầu từ khổ 1 rồi xuyên suốt khổ 2 chính là tiếng hát của người ngư dân. Và tiếng hát ấy thì không chỉ xuất hiện ở phần đầu này đâu, nó còn xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm. Thế nên bài thơ này mới được gọi là một khúc tráng ca. Nên khi mà mình viết về khổ thơ thứ 2 xong thì em có thể có một câu tổng kết,
Cứ như thế, khúc tráng ca đã được cất lên đầy mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin yêu. Đúng không? Mình tổng kết lại cho hai khổ thơ đầu tiên. Chính là cái khúc tráng ca rất là rực rỡ, huy hoàng về thiên nhiên. Và đồng thời với đó là cái khúc tráng ca tràn đầy niềm tin yêu của con người lao động. Thế là đoàn thuyền đã ra khơi thuận lợi rồi đấy. Vậy trong cái quá trình mà họ tiến ra ngư trường thì nhà thơ đã cùng đồng hành và có được những phát hiện như thế nào? Chúng ta sẽ đến với khổ thơ thứ 3, khổ thơ thứ 4, thứ 5 và thứ 6 để thấy được cái quá trình đánh bắt cá trên biển đêm của người ngư dân nhé. Nhưng trước tiên thì cho chị hỏi là về hai khổ thơ đầu này thì các bạn có điều gì băn khoăn không nào? Về hai khổ thơ đầu này, từ các biện pháp tu từ này, nội dung ý nghĩa này, hay là về ý tưởng liên hệ mở rộng thì em có thể xem ở cột bên này. Đây, đồng ý chưa? Thì chúng ta thấy được rằng là cái hình ảnh mà câu hát căng buồm cùng gió hơi ấy, khiến chúng ta liên tưởng ngay tới câu thơ của Tế Hanh: cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, dườn thân trắng bao la thâu góp gió. Hình ảnh cánh buồm no tiếng hát tiến ra khơi khiến ta nhớ tới những cánh buồm đem theo cả mảnh hồn làng thật sâu sắc trong thơ Tế Hanh. Đây là cái câu dẫn này, để tạo ra sự liên kết giữa đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận và bài thơ quê hương của Tế Hanh. Đúng không? Là khi mà ta phân tích xong câu hát căng buồm cùng gió khơi rồi, ta có thể nêu cánh buồm no tiếng hát tiến ra khơi ấy khiến cho ta nhớ tới những cánh buồm đem theo cả mảnh hồn làng thật sâu sắc trong thơ của Tế Hanh. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, dườn thân trắng bao la thâu góp gió. Ok chưa? Đấy nhá, một cái ý tưởng liên hệ mở rộng để em có thể nêu ra ở đây. Rồi, và đó là về nội dung của hai khổ thơ đầu tiên. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.